Hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi, đó là thử thách bốc thăm. Thử thách rút que bắt đầu. 1, 2, 3. Rồi đó coi ai vậy. Ai chiến thắng? Em chiến thắng chị hai rồi. Rồi em sẽ được bóc một quần quà nha em. Ok chưa? Rồi. Không có được nhận nha. Cái gì vậy Tớ? Cái mút gì? Mình được cái kiểu mút rồi mấy bạn ơi. Dạ. Chúc mừng phúc nha. Nên chờ hai coi với cái gì vậy? Các bạn để mình sáng ra nha mấy bạn. Nè, một cái kẻ mút ở trên màu hồng ở dưới màu trắng. Mình sẽ mở cho em. Ấn cái đó Phúc ấn cái đó, vừa mở luôn, vừa ấn vừa mở. Các bạn hay khó mở. Các bạn khó mở quá. Cho ai mở thì nghe. Ok. Wow. Mấy bạn ơi, mình được cái con gì rồi? Yeah, mình được cái này rồi. Mình không ăn cái này đâu. Sợ bị sao gan quá. Đây là cái này của em mình. Một con cọp. Ở con cọp con hổ gì á. Đây là một con hổ. Nè mấy bạn ơi, nãy mình không chọn con này. Nãy mình tính là cưỡng ra con này. Giờ cưỡng ra con này rồi. Yeah. Thôi qua mấy bạn ơi, được con hổ mập quá mấy bạn ơi, nó dễ cương quá, nó cưa keo quá mấy bạn. Tiếp tục trò chơi nha các bạn. Yeah. Mình quyết tâm. 1, 2, 3. Bắt đầu trò chơi. Rồi con dạy Phúc, con thắng. Yeah. Con sẽ bóc. Chúc mừng chị Hạnh nha. Con sẽ cây viết. Ôi giời, đẹp quá chị hai ơi. Đây là cây viết con cá này các bạn. 1, 2, 3. Bóc gì? Yeah, còn người thắng nữa rồi. Mình sẽ bóc nha các bạn. Nhiều quá, trong đây nhiều đồ quá các bạn, mà không biết chọn gì nữa còn nè. Yeah, mình lấy được 1 bịch bánh. Đây là 1 bịch bánh. Bánh gì nè chị hai? Bánh này là bánh hình như cái này là bánh sữa chua á các bạn. Mình thấy nó có màu trắng trắng trên đây nè các bạn. Hình như là bánh sữa chua, nhưng mình không biết, mình chưa bao giờ ăn cái này. Mấy bạn ơi, em mình buồn rồi, em mình ba hổng bóc chú á, em mình buồn rồi. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Wow. Một bịch bánh ở dưới, sau dưới đó nó có một trắng trắng nhỏ nhỏ ở dưới nè các bạn, mà cái đó là bánh đó các bạn. Em ơi, đây nè. Ý, cái bánh mềm giống xì lan vậy. Wow. Nó có nhân bột trắng bên trong, nó còn có cái lớp bột phủ ở ngoài nữa các bạn. Nhí con không? Mấy bạn ơi, ngon lắm. Ngồi đây nè con, ngồi đây nè, ngồi đây nè. Rất là chạy. Trời ơi, thầy mời. Không biết cái gì hả? Ăn nữa rồi, không biết cái gì. Bóp giống xì lan lắm nè. Bọt kìa. Ngon lắm á. Dẻo dẻo mềm mịn. Nó có lớp ở trong nữa nè mấy bạn. Được bạn. Nhân kèm. Ừ. Ngon quá bạn. Các bạn thử nha. Rồi em bỏ rồi. Wow, một con Labubu. Đây. 1, 2, 3. Yeah, em sẽ thắng rồi chị hai. Chúc mừng Phúc nha. Em sẽ phát phiếu. Cái gì đấy? Cái bánh. Sẽ mở đây giùm em. Mình sẽ mở ra giùm em nha các bạn. Cái này ngon chưa mấy bạn? Em mà sẽ ăn trước nha các bạn. Mình sẽ ăn trước, mình sẽ bóc cái này ăn. Ngon quá mấy bạn ơi. Mình
sẽ ăn. Quá các bạn ơi. Dạ, dòm cho nó đi, lát hai chị em mình ăn sao? Ok. 1, 2, 3. Yeah. Mình dài hơn em rồi, rồi bây giờ mình sẽ móc một cái. Mình móc được mình móc được quả trứng màu xanh lá. Bạn bây giờ mình sẽ mở ra. Cái gì vậy? Đây là một cái quả trứng khổng lồ bị chà bá luôn, màu xanh lá. Bây giờ mình sẽ mở quả trứng ra nha. Gớp rồi. Đây là bạn Hello Kitty. Quá wow, đẹp quá chị Hai ơi. Hay là bạn Hello Kitty nha. Chị Hai tặng cho em bao Hello Kitty nè. Quá wow, đẹp quá mấy bạn ơi. Mấy cái hàng này là cái gì các bạn? Dạ trứng khủng long quá chị Hai. Trứng khủng long hả? Dạ. Móc nữa. Móc 2 3. Em ăn chay chưa? Chưa. Mở bao hết rồi. Các bạn hình dáng lên vu vu nè. Các bạn hình dáng của mình bóc hai hồi nãy nè. Các bạn thấy đẹp không? Yeah, giờ hôm nay mình gặp sẽ bóc. Wow, một cục kẹo giống em mình. À, cục kẹo qua chút bình. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Mình sẽ mở ra. Wow, một con mèo này tiên cá các bạn ơi. Và một cục kẹo. Mình sẽ không ăn cái này tại vì cái này sẽ ăn nó sẽ bị sâu gan. Cái cha mình hái mà ăn hết bánh da của cha mình. Chị các bạn ơi, chị ăn một. Đây, sẽ khá được rồi. Wow, con mèo này tiên cá các bạn. Con mèo nàng tiên cá nè các bạn ơi. Dễ thương quá các bạn. Đây là con mèo nàng tiên cá có cái đuôi. Ui, Phúc con mèo đẹp lắm nè Phúc. Để em coi coi. Wow, đẹp quá à chị Hai. Đúng rồi. Mình bắt anh nó đi chị Hai, về chỗ, về chỗ. Về chỗ thôi. Mẹ ơi, con sẵn sàng rồi. Con cũng vậy. Chị sẽ cố gắng. 1, 2, 3. Ờ, mình thua rồi các bạn ơi. Em dài hơn, yeah. Thì mình sẽ bắt. Còn nhớ ông đại ông ta chắc ai cũng quên hết trơn rồi. Ông nhảy vậy là các bạn. Ông nhảy vậy là các bạn. Ông mong có ra cả. Ê chị ăn gian nha, không được nhìn. Em chị ăn gian quá. Rồi giờ em chán quá, quánh cầu xì vậy rồi. Ok. Quánh cầu xì. Cái gì cái này. Rồi. Nhìn. Rồi rồi có vấn đề. Mì xì với bạn ơi, chưa kết nào có mì xì rồi. Mẹ ơi, cái gì vậy mẹ? Cái gì vậy mẹ? Ủa cái tiền gì vậy? Cái tiền này là tiền đô mà. Ủa? Tiền đô đá chị Hai. Sao em hên quá vậy? Tại vì em trúng này em may mắn quá. Trời ơi, tiền này nhiều không chị Hai? Nhiều lắm rồi em. Hỏi qua tiền Việt Nam là 2 triệu mấy lần đó em. Em may mắn quá chị Hai. Yeah. Em giàu rồi. Chúc mừng Phúc nha. Siêu nhân Superman nha các bạn. Superman. Wow, nguyên một cái chút xúc luôn. Tốt tốt nhảy chút xúc bò nha các bạn. 1, 2, 3. Yo. Các bạn. Wow. À, người cay nha các bạn. Mình không biết đây là nhân vật nào nữa mà mình biết đây là nhân vật trong phim nha các bạn. Đẹp quá. Giờ mình sẽ bóp. Con đi. Con heo. Mình là con heo các bạn. Bây giờ tới mình bóc nha. Wow, hộp sữa Milo các bạn. Sữa Milo. Cái gì? Hết rồi, giờ mình cũng kết lại coi mình được cái gì. Đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 con mấy bạn này. Tiếp nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mình được 9 cái. Mình già còn có cái nữa.
Dạ không biết nữa. Em không có biết ở đâu rồi nha. Bánh của chị Hà đâu rồi? Nào lý. Trên bụng em á. Để em mất cả nhà. Tổng kết lại là em mình nhiều hơn mình các bạn. Em có 9 món rồi, em mình có 12 món nha các bạn. Ta chọn kiểu hai chị em mình chụp hình nha Phố. Dạ. Bye bye các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ kênh Số Phố Family nha. Bye bye, bye.